chào tất cả mọi người, mình tên là Ben. Hôm nay mình sẽ kể chuyện cuộc sống của Jeff Bezos. Được biết đến là một trong những huyền thoại khởi nghiệp của Mỹ, con của một bà mẹ vị thành niên từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một nhà vật lý thuyết vĩ đại, nhưng bất ngờ rẽ ngang để khởi nghiệp ở độ tuổi 30 từ hai bàn tay trắng và sẵn bỏ ngoài tai những lời can ngăn từ đồng nghiệp của mình, vị tỷ phú Jeff Bezos, và hành tinh khởi nghiệp của ông từ lâu đã trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ với bài học làm giàu không kinh doanh như những cách thức để xây dựng đế chế cho riêng mình. Tuy nhiên, những câu chuyện về ông phần lớn đã đầy đủ chúng ta hiểu biết về Jeff Bezos thông qua các trang mạng xã hội, những đoạn phỏng vấn ngắn của ông trên truyền hình hay những trang báo. Chúng tôi mới chỉ phản ánh một phần cuộc sống và sự thành công của vị tỷ phú hiện nay. Vì vậy, cuốn sách Jeff Bezos từ bán sách đến bán tất cả mọi người trên Amazon và ra đời thuộc thủ sách Ươm mầm tỷ phú nhí, với mục đích giúp bạn hiểu rằng thành công thực chất chỉ là đích đến cuối cùng, bên cạnh rất nhiều những vấp ngã, thất bại trong hành trình khởi nghiệp của Jeff Bezos. Cuốn sách này kể quá trình tạo nên thành công của vị tỷ phú là một đứa trẻ, những đam mê hoài bão của riêng mình, cho đến những câu chuyện về thành công cũng như hành trình xây dựng khởi sự nghiệp để cho thành tỷ phú hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp thêm những tri thức liên quan tới những người đồng nghiệp thấy thăng trầm của Jeff Bezos, từ đó giúp bạn tích lũy thêm những bài học đầy giá trị về cuộc đời của một tỷ phú hàng đầu trên thế giới. Thông qua cuốn sách này, hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời của vị tỷ phú Jeff Bezos, một người xuất phát đến điểm vốn không ở để đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Câu chuyện về ông chính là những bài học có tính truyền bá và